như diều đâu. Để mình thử thả ra xem nào. À, bay rồi kìa. À, à, bóng à. Kiến này Quân ơi, bắt nó. Đấy, đó dưới này này, nhìn thấy không? Bắt đây. Đấy, mày bắt đi. Hà Tam, có chuyện gì vậy? Anh gấu đỏ ơi, có Doraemon ngoài đời thật luôn. Làm gì có Doraemon ở ngoài đời thật? Có mà, có thật sự luôn đấy. Chính em đã nhìn thấy. Em nhìn thấy ở đâu? Trong giấc mơ ngày hôm qua. Ơi. trong giấc mơ à? Thật mà, có Doraemon ngoài đời thật luôn. Doraemon bảo là hãy đi tìm Doraemon. Anh không đi đâu, có mà điên mà đi. Tớ không đi đâu, nhảm nhí. Nghe tin gì ở trong mơ à? Thật mà, đi, em xin anh đấy. Anh không bị điên. Tớ không bị điên, tớ ở nhà. Đi, nếu mà anh đi cùng em ấy thì em sẽ rửa bát cho anh một tuần. Một tuần á? Không bao giờ. Một tháng. Đi luôn, Quân, đi. Anh em mày đi. Nhưng mà có thật không nhở? Anh không biết được. Hà Tam đâu rồi? Em có đi không? Nhanh lên. Anh gấu đỏ, anh gấu đỏ. Điên à, sao tự nhiên cậu lại đánh vào mồm tớ, gãy hết mấy cái răng hàm rồi. Ôi, tớ với anh gấu đỏ đi theo cậu 3 tiếng đồng hồ, đến khi lời khỉ ho cò gáy này. Chán ơi là chán, bia tế ở nhà ngủ còn sướng hơn. Đúng rồi Hà Tam ạ, ở chỗ này rừng không mông quạnh thế này, làm gì có Doraemon. Có mà, chính cái địa điểm này anh biết không? Em hôm qua ấy, mơ thấy Doraemon. Doraemon ấy đã bảo là Doraemon xuất hiện ở trái đất này và đứng ở đúng cái địa điểm như thế này luôn. Mà qua ở đây nhiều rừng cây quá nên là em không biết là Doraemon đứng ở gốc cây nào thôi. Mơ mà cũng tin. Thôi, anh em mình đi về đi. Đúng rồi, đúng là đồ hầm, mơ mà cũng tin. Đi về đi Quân ơi, đi. Ấy từ đã. Ôi em đau bụng quá. Em đi giải quyết nỗi buồn đã nhá. Đứng đây đợi em. À Sam đi vệ sinh nghỉ lâu thế nhỉ? Mà mày ngồi thì như kiểu chó xem tắt ao ấy. Ui, ngứa thế nhỉ? Ui, con muỗi ấy, to như con ruồi luôn. Ui, con ruồi kìa, to nhá, như con trâu ấy. Quân Hiếp ơi, mày có thấy cái dây này không? Tự nhiên lúc nãy là mình đi qua làm gì có dây, bây giờ lại có cái dây này. Lạ lạ anh nhở. Lại anh em mình đi qua có thấy cái dây nào đâu, sao bây giờ tự nhiên lại có cái dây này bắc ngang qua thế này. Mà kể ra cũng may Quân Hiếp ạ, anh sẽ tháo cái dây này về làm dây đi chân bò. Ngon. Tự nhiên lại nhận được cái dây chạc. Quân Hiếp ơi, Doraemon. Ở đây dán à? Dán lại. Chết. Hình như cây này là của Doraemon ấy. Đây có tiếng chữ Nhật Bản đây này, anh để anh dịch cho. Doraemon, cây của Doraemon. Đấy. Ủa, hay là đây có Doraemon thật. Thật đấy. Mà thôi anh chả tin đâu, chắc là vô tình thằng nào nó dán vào đây thôi. Thôi mình cứ tháo cái dây đi về đi. Vòng cổ đẹp không? Đẹp. Mang về một bó. Đây. Ai lém hả Quân? Có thấy ai đâu anh ơi. Không biết ai lém cái mũ này vào chúng mình các bạn ạ. Doraemon. Hả? Doraemon. Lẽ nào là có thật? Có khi khu rừng này là khu rừng của Doraemon ấy. Từ nãy giờ mình thấy cái cây Doraemon, bây giờ là cái mũ bảo hiểm Doraemon, mà không biết ai lém Quân ạ. Đấy, em đã bảo anh với lại Quân rồi, là khu rừng này có Doraemon thật đấy. Ừ, thì anh với Quân tin rồi còn gì nữa, bây giờ đi tìm Doraemon thôi. Ok, let's go. Anh có nói, em vừa làm cái võng này à, bằng cây dây leo luôn đấy, đẹp ơi là đẹp luôn. Tớ cũng làm à? Tớ làm chứ. Tớ cũng làm. Tớ buộc bên này. Thế tớ buộc bên này. Thì kệ cậu, bây giờ tớ ngồi trước. Không, tớ ngồi trước. Sao cậu lại ngồi trước được? Tớ ngồi trước. Không. Không. Tớ ngồi trước. Không. Ơi là tôi ngày tôi được phòng ngồi đây. Ai. Bây giờ
rừng ở đây rộng như thế này, chúng mình phải chia nhau ra đi tìm. Quân đi hướng này, Hà Sam đi hướng này, anh đi hướng này, để nhanh tìm thấy Doraemon hơn nhá. Được rồi anh ơi. Không được đâu, em là con gái, em đi một mình em sợ lắm. Thế là em đi cùng với anh gấu đỏ nhá. Được, đi. Hà Sam ơi, anh với em tìm từ nãy đến giờ mà không thấy Doraemon đâu. Bây giờ anh nghĩ là mình phải đặt bẫy Doraemon đấy em ạ. Đặt bẫy Doraemon? Thế nhưng mà chẳng may Doraemon mà dính bẫy bị thương thì làm sao? Em yên tâm, bẫy của anh chỉ là trói tạm thời thôi, chứ không bị thương được đâu. Doraemon sẽ không làm sao cả. Ok, để xem là Doraemon trốn ở đâu nhá. Cái bẫy Doraemon của mình đã hoàn thành rồi. Bây giờ mình sẽ đi ra đằng kia và ngồi chờ thử xem là Doraemon có bị dính bẫy không các bạn nhá. Ôi, sợ quá. Em có nghe gì không? Có anh ơi, hình như cái bẫy của mình, Doraemon sắp Doraemon. Ơi, anh gấu đỏ ơi, cứu em ơi. Em bị Doraemon mắc bẫy rồi anh gấu đỏ. Bẫy của Doraemon đâu? Đây là bẫy anh bẫy Doraemon mà. Sao mày đi thế nào lại thò chân vào đấy? Đúng là cái đồ vụng về. Thế em cứ tưởng là bẫy của Doraemon đó. Theo như em nhận định ấy, cái vết sơn này ấy, màu của nó rất giống với lại màu của Doraemon anh ạ. Liệu có khi nào ấy nó là dấu hiệu gì đấy của Doraemon không? Quân Híp, mày thấy Hà Sam nói có đúng không? Ôi các bạn ơi, bây giờ Hà Sam còn phát hiện ra rất nhiều cây có dấu hiệu của Doraemon nữa cơ. Cây này có nè, cây này cũng có luôn, một hàng luôn các bạn ơi. Có mũi tên này, mũi tên màu xanh nước biển. Đi thẳng về phía trước, chắc chắn đấy là Doraemon ấy đang hướng dẫn bọn mình đến điểm đích. Vậy thì mình sẽ đi tiếp nha. Mũi tên nữa này. Ui, vậy là mình đi thẳng xuống dưới là đúng rồi. Mũi tên chỉ... các bạn ơi, bây giờ mũi tên nó không thẳng nữa, mà bây giờ nó ngoẹo lên bên này luôn rồi. Ngoẹo vào đây. Ui, bên này, bên trong này có một cái cổng các bạn ơi. Xem nào. Liệu có khi nào ấy, đây chính là nhà của Doraemon? Nhưng mà ấy, cổng này khóa rồi các bạn ạ. Ở bên trong này ấy, mình thấy còn có cả bậc đi nữa này. Bậc cửa lên. Hay là đây chính là nhà của Doraemon thời xưa nhỉ? Hoặc cũng có thể đây là một dấu hiệu gì đấy. Hay là Doraemon bị nhốt ở đây? Được rồi, thế thì mình sẽ thử đi vòng quanh cái hàng rào này xem là có điều gì không nha. Các bạn ơi, tự nhiên mình thấy quả bóng bay Doraemon ở đây các bạn ơi. Không biết là ai buộc ở đây mà bên dưới này lại có một cái cống này. Đó. Cái cống rất là sâu luôn. Có khả năng là Doraemon trốn ở dưới này các bạn ạ. Mình thử nhìn xem là Doraemon ở đâu các bạn nhé. Ôi, trốn ở đâu rồi? Ôi, nóng quá. Doraemon! Doraemon đâu, không thấy, chỉ thấy mình thụt xuống cống ơi các bạn ạ. Ôi, bản nết người ơi. Bim bim Doraemon. Ui, chắc đây là đồ ăn của Nobita rồi các bạn ạ. Trong cái rủi lại có cái ăn. Đâu còn cái gì không, mình lấy hết. Tại thằng Quân Híp nó ru mình xuống đây ấy. Nhưng mà kể ra nó ru mình xuống đây cũng may. Doraemon, Oreo Doraemon này các bạn ơi.
Ui, em còn cái gì không để mình lấy lốt. Trong này quá nhiều lá luôn các bạn ơi. Ê, trứng Doraemon. Rất nhiều đồ ăn luôn. Em còn cái gì nữa không? Hết rồi các bạn ạ. Mình lên nào. Anh Gấu Đỏ ơi, anh nóng phải không? Khăn ướt đây, anh lau đi cho nó đỡ toát mồ hôi nhá. Khăn ướt là Hà Sam. Nóng quá. Oh my god. Trời nóng. May quá là em mang khăn ướt. Ơi, mát thật đấy. Bim bim thịt nướng. Sao nào ăn thấy có mùi bim bim quy. Hà Sam ơi, cho anh một miếng. Không. No never. Thế cho tớ một miếng. Không bao giờ. Có mới một gói bim bim mình tìm được mà mình lại không được ăn tí nào, đúng không Quân? Hà Sam tham nhở. Tham thật đấy. Này, ăn đi. Thôi. Anh Gấu Đỏ ơi, cho em mượn quả bóng này, em chơi một tí nhá. Ừ, chơi đi. Uầy, quả bóng Doraemon này lúc nào nó cũng nhú nhanh, nhú nhảy luôn. Ê ơi, nó quá là tăng động luôn đấy các bạn ạ. Quả bóng này có thể bay lên như thế này. Không biết ấy là nó có thể bay như diều được không nhỉ? Chắc là không bay được như diều đâu. Để mình thử thả ra xem nào. À, bay rồi kìa. Bóng mà. Trời ơi, nó bay rồi. Hà Sam ơi, chơi thì chơi, nhưng mà đừng để bay mất nhá. Anh Gấu Đỏ ơi, nó lên trời rồi. Nắng quá Hà Sam ạ. Nắng quá. Anh Gấu Đỏ, Doraemon. Doraemon thật. Anh ơi, Doraemon, bọn mình tìm tới Doraemon. Anh Gấu Đỏ, Doraemon. Đấy mà là Doraemon à? Đấy là thú bông chứ. Thú bông mà. Ừ nhở, nếu mà là Doraemon thì Doraemon phải chuyển động chứ. Ôi, thú bông thật này các bạn ơi. Nhưng mà tại sao có con thú bông Doraemon to khủng khiếp ở đây thế nhở? Wow, đầu của Doraemon còn to hơn cả đầu của anh Hà Sam ạ. Doraemon. Tuy đây chỉ là gấu bông Doraemon ấy, thế nhưng mà em thấy nó rất là giống thật luôn. Lúc mà nhìn ở xa ấy, tất cả anh em mình ấy đều tưởng đây là Doraemon thật đang đứng sừng sững ở đấy cơ. Ừ, anh cũng tưởng là Doraemon thật. Mà đằng sau anh có cái cống này hay là Doraemon ở trong này các em nhỉ? Ừ nhỉ, hay là thế. Wow, ở đây còn có chữ Doraemon nữa này. Ồ, còn bên này sơn màu xanh lét luôn. Màu xanh này như kiểu là màu xanh nhà của Doraemon ấy đúng không? Nếu mà Doraemon ấy mà ở căn nhà ấy thì chắc chắn là Doraemon sẽ sơn màu xanh rồi. Bởi vì người Doraemon ấy cũng toàn màu xanh như thế này cơ mà. Chắc chắn đây là nhà của Doraemon rồi Hà Sam ạ. Anh với em chui lên xem là có Doraemon ở trong này không nhá. Wow. Wow. Không có gì các bạn ạ. Cứ tưởng Doraemon ở trong này nhưng hóa ra không phải. Các bạn ơi, video này thì khá là dài rồi. Thế nên là hành trình đi tìm Doraemon ngoài đời thật của Hà Sam ấy sẽ kết thúc ở đây nha. Và Hà Sam sẽ hy vọng rằng ấy, Hà Sam sẽ tìm được Doraemon ngoài đời thật để Hà Sam làm tiếp.